trời chưa sáng rõ, đã làm một vòng các sạp hàng ở chợ. Dường như ngày nào, anh Hoàng Vân Dương, người Malaysia cũng có mặt ở đây. Liệu có to quá không? Bắp cải to đẹp quá, sao hôm nay rất đẹp? Cho tôi hai cái bắp cải này trước đã. Anh học hỏi bắt đầu từ ở chợ để nắm lên hương vị người Đài Loan thích. Trước anh từng là đầu bếp trong một khách sạn 5 sao ở Kuala Lumpur. Bà xã Lâm Vi Huệ cũng từng là quản lý kiêm hành chính ở khách sạn lớn. Khi em gái học đại học ở Đài Loan vì yêu môi trường này nên đã động viên anh rời quê sang đây lập nghiệp. Hai vợ chồng anh mở quán ăn sáng ăn trưa. 5:30 dậy đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu trước 7 giờ. Bắp cải thái nhỏ, trộn giấm trắng, salad chua ngọt đặc biệt là món cần thiết cho vào suất cơm. Phải ướp trong vòng 2 tiếng. Có khi phải xem loại bắp cải, chất lượng ra sao, có sự khác nhau. Từng bước chi tiết anh đều chú ý, phân lượng tỷ lệ phải chuẩn xác. Vì xuất thân từ nghề đầu bếp trong khách sạn nên đầu óc anh dường như được tẩy não. Là tôi muốn thế này thế kia, nguyên liệu thế này mới ngon ra sao. Giờ ai cũng mong muốn ăn uống an toàn hay thế này thế kia, nên chúng tôi cố hết sức làm được điều đó, trung thực, thật thà, giữ nguyên vị vốn có, để có thể biến giấc mơ nhỏ bé này thành hiện thực ở Đài Nam. Dù đã mở quán được 5 năm, hai vợ chồng vẫn nỗ lực sáng tạo để giấc mơ ẩm thực được đâm chồi nảy nọc trên mảnh đất Đài Loan.